Thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất, một chiếc ô tô tải đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Sóc, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ va chạm với xe máy khiến cho một người phụ nữ tử vong thương tâm. Ngày 28 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ tai nạn ô tô tải và xe máy khiến cho một người tử vong trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm. Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, người dân sống gần giao lộ đường Nguyễn Thị Sóc, Nguyễn Thị Sáu, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nghe tiếng động mạnh. Khi ra coi thì thấy chiếc xe máy nằm dưới gầm đầu ô tô tải biển số 47H02134. Nhiều người dân hô hoán chạy tới thì phát hiện một cô gái bỏ ra từ gầm xe tải, riêng một phụ nữ 47 tuổi đi Trung bị cán tử vong, hai nạn nhân là mẹ con. Công an huyện Hóc Môn sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, ô tô tải chạy trên đường Nguyễn Thị Sóc hướng ra đường Phan Văn Hớn khi đến giao lộ với đường Nguyễn Thị Sáu thì va chạm với xe máy này. Đến trưa cùng ngày, hiện trường tai nạn được xử lý xong qua vụ việc đáng tiếc này người điều khiển phương tiện trên bất kỳ tuyến đường nào cũng cần tự bảo vệ bản thân bằng cách nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ chạy đúng tốc độ quy định đặc biệt cần chú ý quan sát tuyệt đối không phóng nhanh vượt ẩu để tai nạn giao thông không còn là nỗi lo và ám ảnh của bản thân gia đình và xã hội